mỗi ngày, đậm đà và chân giả với lẩu ếch lá lốt. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Phương sẽ phụ Long chế biến nha. Đầu tiên là hai trái cà chua sắc mũi câu bằng lông. Hành ngò đi em phụ luôn cho. Rồi, nó nặng đó. Rồi, đập xả trước đã. Cắt khúc. Rồi, bây giờ tới đậu hũ. Dạ. Mình bỏ phần cuốn cứng đi. Lá lốt nó có mùi thơm rất là đặc trưng. Hôm nay có một sự kết hợp vô cùng độc đáo. Đó là giữa lá lốt với lại thịt ếch. Thanh Phương đang rất là nôn nóng, không biết là cái vị của nó như thế nào. Đây. Ngò gai. Đây, ngò gai đã xong. Đã rồi. Măng xong đi mình cắt thì mình sẽ đem luộc. Bây giờ ếch thì mình sẽ chặt ra. Chưa đùi thôi. Dạ. Mình cho vào tô. Rồi, Thanh Phương ơi, bây giờ mình sẽ ướp thịt ếch nha. Dạ. Chúng ta sẽ ướp vào đây 2 muỗng canh nước nghệ tươi, 1 muỗng cà phê, 1 canh. Rồi, trộn đều lên. Và để khoảng tầm 5 tới 10 phút cho thấm cái gia vị. Ướp thịt ếch cùng nước nghệ tươi và 1 canh giúp cho món ăn chúng ta thơm, ngon và màu đẹp hơn. Khi chảo nóng thì mình sẽ cho vào đây 1 ít cho mình xào, 1 muỗng cà phê, hành tím băm và tỏi băm. Xào xăng. Yeah. Xào thịt ếch trước để thịt ếch săn, thấm vị và ngon hơn. Các bạn lưu ý là khi chúng ta luộc măng á, thì mình sẽ luộc kỹ và vắt ráo cho phần măng hết đắng. Sau đó thì mình mới đem xào cùng với ếch. Và mình nêm vào đây là 1 muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon heo, 1 muỗng canh nước mắm. Mình nêm trong quá trình xào như thế này để cho măng nè với lại ếch một lần nữa nó được thấm vị. Và cuối cùng mình sẽ cho vào đây là 1 muỗng cà phê sa tế. À, như vậy là sẽ có hương vị nó thơm thơm với lại cái cây nè. Và mình xào lên. Dạ. Mình sẽ cho vào đây cái phần ngò gai và hành lá vào. Trời ơi, thơm quá anh Long ơi. Khi mà nóng thì mình cho vào đây một chút xíu dầu ít thôi nha. Mình sẽ cho xả vào. À. Cho đây một chút xíu hành tỏi băm. Mình đảo lên tay. Ừ. Cà chua sẽ tạo một cái màu sắc nó đẹp hơn. Xào cho nó hơi mềm mềm mà chua ra tí xíu. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ cho nước dùng vào. Đầu tiên á, Long sẽ nêm vào đây là 1 muỗng canh hạt nêm Aji ngon heo, 1 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto. Rồi và 1 muỗng canh đường. Mình sẽ cho vào đây là 3 muỗng canh giấm gạo lên men Lisa. Mình cho vào 1 muỗng rưỡi nước mắm nha. Dạ. Lúc này đây thì phần nước dùng của chúng ta cũng đã hoàn thành. Khi ăn thì mình sẽ cho cái phần ếch xào cùng với măng vào. Mình sẽ cho thêm phần đậu hũ vào. Sôi lên thì mình sẽ cho lá lốt vào. Và cuối cùng đây chính là cái hương vị đặc trưng riêng của món ăn này. Với cái lẩu này á, là chúng ta vừa ăn nè, ăn tới đâu thì mình sẽ cho cái phần ếch xào này vào tới đó để thưởng thức và cả lá lốt nữa. Nước lẩu thanh trong đậm đà và hài hòa, quyện vào thịt ếch chắc ngọt cùng lá lốt tươi ngon, ăn thật đã.